Ngày hôm nay cảnh báo mới về COVID-19. Người xếp của CDC đang lo ngại về COVID-19 đang tiếp tục tăng ở Hoa Kỳ. Trong lúc này, có khoảng chừng 95 triệu người ở trên Hoa Kỳ đã chích thúc ngừa một lần Nói đúng ra là 95 triệu 015 782 762 người đã được kích thúc ngừa COVID-19 một lần. Và theo ông Tổng thống Joe Biden, ông báo cho biết là 95% số người ở trên Hoa Kỳ sẽ được kích thúc ngừa trong vòng 3 tuần kế tiếp nếu họ muốn và ngày hôm nay đài sẽ báo cho chúng ta biết về cái chuyện lo ngại của COVID-19 đang bùng phát ở Hoa Kỳ. Từ lúc bị COVID-19 từ mùa đông tới ngày bây giờ có 31 triệu bang ở Hoa Kỳ đang tăng, tăng nhiễm COVID-19. Số người bị nhiễm tăng lên ở trên nước Mỹ 10%. Ngày hôm nay, người sếp của CDC đã báo cho chúng ta biết về chuyện này. Và ngày hôm nay, theo bà sếp của CDC, bà nói cho biết. Ngày hôm nay, tôi đây sẽ bỏ cái tờ giấy đọc theo những gì xảy ra. Tôi đây sẽ nói những gì tôi cảm giác về COVID-19 như thế nào. We have so much to look forward to. Chúng ta đang có nhiều hứa hẹn để đi tới phía trước tốt hơn. Và chúng ta cũng có rất là nhiều hy vọng cấp tới đây. But right now, I'm Nhưng mà ngay bây giờ tôi rất là sợ tôi biết như thế nào như một người bác sĩ đang đứng trong phòng bệnh nhân đeo bao tay khẩu trang đầy đủ và che lại hết hoàn toàn cũng là người cuối cùng đụng tới những người bệnh tại vì những người bệnh đó không có thể gặp được những gia đình và hiện tại hướng đông bắc và hướng west của Hoa Kỳ cũng đang bị nhiễm về COVID-19. Những người bác sĩ ở những hướng này họ đang lo ngại về COVID-19 đang tăng lên. Và trong lúc này thì COVID đang tăng như vậy, nhưng mà về chuyến bay không có chậm lại. Mỗi ngày có chừng một miếu dành người, chuyến bay đi khác nhau. Cho dù CDC đã kêu mọi người đừng đi travel, nhưng mà người ta vẫn đi như bình thường trong 18 ngày qua ngay bây giờ có rất là nhiều tiểu bang ở Hoa Kỳ đang mở cửa cho lợi giống như ở bên Arkansas. Cấp sửa sẽ cho mở cửa lại hết. Hiện tại ngày hôm nay, ông Tổng thống của Hoa Kỳ đang kêu gọi mọi người nên gần lợi và phải kêu tất cả đeo khẩu trang ở những tiểu bang và hãy đưa ra là cần phải đeo khẩu trang cho tất cả tiểu bang ở hoa kỳ đây là ông tổng thống joe biden ông nói đây là không phải là chính trị hãy kêu tất cả mọi người hãy đeo khẩu trang trở lại những tiểu bang đi đó là ông nói với những người thống đốc thị trưởng của tiểu bang Dr. Debra Burke says hundreds of thousands of lives could have likely been saved had the Trump administration acted more aggressively. Và cũng ngày hôm nay bà Dr. bà nói cho biết với tỷ như về của ông cựu tổng thống Donald Trump làm đâu ra đó thì cái số người chết ở trên Hoa Kỳ không có bị chết nhiều như vậy về COVID-19. There were about 100,000 deaths. That came from that original search. Và đây là bà Deborah bà nói cho biết khi lúc đầu về số người bị nhiễm tăng lên về không được chết gần cả trăm ngàn người rồi. All of the rest of them, in my mind, could have been mitigated or decreased substantially. Theo bà Dr. Deborah bà nói, trăm ngàn đầu thì chết là tại vì bị không được thiên, nhưng mà những người chết sau đó thì có thể được giảm bớt rất là nhiều. Chỉ tỷ như ông cụ tổng thống Donald Trump mà lên thông báo cho mọi người biết là con việc này thiên này nó nguy hiểm như thế nào. Ngày hôm nay, bên Texas họ báo cho biết cho chích ngừa những người 16 tuổi trở lên CDC confirms under real world conditions, both Pfizer and Moderna's vaccines are 90% và yeah, hiện tại ngay bây giờ thuốc ngừa của Moderna và Pfizer có 90% effective. giúp đỡ cho về COVID-19. Chích thuốc ngừa không không có nghĩa là cơn sóng thứ tư về COVID-19 không lây nhiễm ở Hoa Kỳ. Speaking today, not only tôi nói chuyện với mọi người đây không phải tôi chỉ là người xếp của cdc wife, mother, là một người vợ một người mẹ daughter, một người con và tôi kêu gọi mọi người hãy gán chịu một chút nữa ngày hôm nay chính quyền kêu gọi tất cả mọi người trên nước mỹ nên ráng chịu một chút nữa. Không biết có ai có chịu nghe hay không? Ngày hôm nay, NBC News đã nhận được một copy báo về cho biết COVID-19. Tổng cộng là 123 trang. Và cái câu hỏi là COVID-19 từ ở đâu tới? Health Organization's joint study with China WHO đã đứng chung với Trung Quốc concluding và đã coi về cái chuyện mà con việc này thiên lúc đầu đi tới đâu đi tới đâu và cũng không có biết như thế nào và liên tiếp hỏm rài là nói lòng vòng lòng vòng hết chỗ này tới chỗ kia. Theo kiểu nói từ những cái con dơi lây nhiễm qua con người. Rồi có nhiều cái khác nữa. Và họ nói giống như con vật này thiên như vậy thì cũng không biết rõ nó như thế nào và nói về cái chuyện WHO thì cũng đi tới những cái chỗ mà bên Wuhan uh, coi về cái con việc này như vậy. All the they from khi mà họ kêu gọi Trung Quốc hãy cho thêm những cái chi tiết như thế nào như thế nào thì Trung Quốc cũng chưa có cho gì cả đây mới vừa tuần rồi ông sếp của cdc nói chuyện với chúng ta về chuyện này the most of this in Wuhan was from a và đây là ông sếp của cdc ông nói cho biết ông tin tưởng là cái chuyện COVID-19 thiên như vậy từ ở trong một cái lab ở bên Wuhan um, you know, à, và dăng ra

It had designed cages for breeding biết được là ở trong cái chỗ nghiên cứu của Trung Quốc họ làm những cái lồng như vậy để chuyên môn giữ những con dơi nằm trong đó. WHO be ruled out. Và ngày hôm nay WHO thì không có nói rõ ràng về chuyện này.